Cảnh sát Ohio giải cứu bò sau khi xe tải bị lật nghiêng, tin từ Austin Town, Ohio. Cảnh sát tiểu bang Ohio phải mất vài giờ trong đêm thứ hai mới có thể lùa bầy bò vào bãi quậy tạm thời trên Interstate 80 ở Austin Town. Vụ việc xảy ra sau khi chiếc xe tải chở bò bị lạc tay lái, lao vào hàng rào bảo vệ và lật nghiêng trên Interstate 80 vào lúc 9 giờ đêm. Theo cảnh sát tiểu bang, trên xe tải chở đầy bò, do đó lũ bò sổng chuồng chạy lung tung trên quốc lộ 11. Giao thông trên đoạn đường này được chuyển hướng sang lối khác để các nhóm công nhân dọn dẹp vệ sinh trong khi cảnh sát lùa bò vào bãi quay tạm thời. Trung úy Nakia Hendrick thuộc cảnh sát tiểu bang Ohio cho biết công việc tưởng dễ hóa ra lại rất khó. Vì chưa từng lùa bò bao giờ nên họ mất rất nhiều thời gian trước khi cho phép đoạn đường mở cửa trở lại. Nỗ lực của cảnh sát tiểu bang được nhiều sự trợ giúp, bao gồm các sở cảnh sát và sở cứu hỏa địa phương, những người đi đường tốt bụng và cả một chiếc phi cơ có thiết bị cảm biến nhiệt. Khi được hỏi có bao nhiêu con bò trên xe tải, Dave Nelson là nhân viên cơ quan kiểm soát động vật cho biết có tổng cộng 37 con bò. Đúng là một cảnh tượng hãi hùng. Không có con nào chết nhưng nhiều con bị thương nặng vì hầu như bọn chúng bị nằm chồng chất lên nhau. Cảnh sát tiểu bang đang điều tra nguyên nhân của tai nạn. Nếu họ tìm ra bất cứ sơ suất nào, tài xế có thể đối mặt với nhiều cáo buộc.